xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con mixer bot, model đó là Thermod Thomas ha, một dòng mixer của Mỹ ha anh em. Con này được ship nhập về, hàng rất là đẹp. Adapter thì riêng theo máy luôn ha, adapter riêng theo máy, chạy điện áp 100-24 luôn ha. Đấy, adapter của bot luôn, riêng xịn luôn. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cái bề ngoài hình thức. Thì con này có tổng cộng là 5 line đầu vào, 1, 2, 3, 4, 5 line đầu vào, một master tổng ha. Còn cái ngõ ra nó là đây, ngõ ra nó thì có một cái ngõ ra master out bằng cái rack 6 ly, một ngõ ra duy nhất bằng rack 6 ly nha anh em. Thường thông thường bot thì họ hay chơi mono và hay ghép vô mấy cái lô cột compact, thì bằng cái đường này. Còn cái đường out đây là cũng một đường này, rồi mấy đường re out nó giống như director out á, là 1, 2, 3 đường nữa này. À, rồi ngõ vô thì đường mic thì mình cắm bằng cái Soli hay Canon đây ha. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là rút cắm nguồn, còn cái này là kết nối USB ha, kết nối cáp máy tính ha. Rồi, đó là mặt sau. Còn cái mặt bên hông ở đây ha, bên hông đây, mặt dưới đấy nè, bot Thermod Thomas. Con này là rất là xịn sò cho những anh em mà chơi cái lò bot. Nếu mà chơi lò bot thì preset của nó nằm trong này, không thể bỏ qua được ha. Micro đầy đủ hết, nói chung là chơi cái robot thì không thể thiếu được cái con này. Con này nó rất là hay nha anh em. Mình sẽ giới thiệu sơ qua. Đây là cái master mình bạn lên có nhạc ha. Còn mình cắm một cái đường AUX nữa nè anh em. AUX thì mình bày cho anh em cách gửi AUX. Ví dụ như mình chọn bất kỳ một cái kênh nào đó, đây là select kênh 1 này, select kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5. Ví dụ như đây mình đang cắm nhạc vô kênh 2, kênh 3, mình muốn cho cái tiếng ra ngõ AUX, nhấn vào đây nó sẽ ra liền, thấy không? Rồi cái đây là cái volume tầng lớn nhỏ ha, tầng lớn nhỏ rất đơn giản ha. Rồi text này, rồi bây giờ mình chọn select của cái kênh này nè, thì nhớ chú ý là phải gạt cái nút này đang ở cần AUX nha anh em, đang ở cần AUX thì nó mới ra ha. Thì bây giờ mình nhấn vô cái là nó sẽ ra cái tiếng AUX, ra đường AUX này ha. Đây, chọn select đây. Rồi, đó là cách mình gửi AUX ha, để mình ghép thêm một cái comment hoặc là thêm một cái lô cột nào đó. Rồi bây giờ là tới cái mục tuner của nó đây này. Tuner là để dùng cho cái mic nhạc, còn cái này là Thomas này. Thomas là vấn đề mình quan trọng chính này. Trong này có rất là nhiều cái thư viện, và có những cái bộ reset máy này, vô catalog này. Catalog đây anh em ha. Đây thì trong này có rất nhiều nè anh em thấy chưa? Rất nhiều bộ reset của hãng. Mình muốn chơi kiểu này thì này của kiểu nào thì mình gọi đây ha. Rồi tiếp theo là ZEQ. ZEQ thì chỉnh EQ bass trung chép bình thường đơn giản thôi không? Rồi tới cái parameter là EQ số. EQ số anh em ha, EQ số. À. Tiếp theo nữa là com gate đầy đủ hết. Rồi tới quan trọng nhất là cái bộ máy effect delay này, reverb này. Đây là kiểu reverb, bây giờ mình sẽ test cái delay trước đi ha, delay trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ test cái tiếng delay trước này. Còn cái này là mình tăng giảm cái bộ máy ở chỗ đó ha, tăng giảm bộ máy ở chỗ đó bình thường, không có gì hết ha. Ví dụ như mình tăng lên 219 đi ha. Cái này nhanh nha. Rồi mình muốn chậm lên tí xíu thì mình tăng lên tầm 207-206 gì đó đi. Thông thường tầm cỡ 249 thôi không. Rồi đó là ở chỗ, bây giờ mình test ở chỗ đi, test ở chỗ nó không có ở chỗ này.
Alo. Không có, không, bây giờ mình chuyển sang revert đi ha. Revert thì mình tăng cái revert lên ha. Hên 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Đó, nên thấy không? Revert của bot không hề đơn giản tí nào. Êm sâu mượn mượn. Còn bây giờ mình muốn kết hợp ở chỗ với revert thì mình dẫn qua cái kênh delay mình tăng tăng lên, tăng ở chỗ lên, tăng cho thỏa thích, muốn tăng nhiêu đó tăng tùy ha. Alo. Alo. 1 2 2. Đó, như đây là kênh delay lại rung rợn rợn. Đây đều ha. Thì nói chung là mình cũng giới thiệu sơ qua cho anh em về cái cách sử dụng cơ bản này. Thì nhạc EQ rồi delay cộng vợt của máy effect. Còn ngồi ra còn có những cái thư viện trong này rất là nhiều công năng nữa này. Nhiều lắm. Anh em về cứ nghiên cứu ha. Nghiên cứu rồi chỉnh trọt rồi lót liếc đó, nói chung là nhiều lắm. Mình chỉ giới thiệu vài phút thì giới thiệu như đây thôi ha. Và con này thì mình đang bán với giá là 8.500.000 đồng một con ha. Gồm có mixer và adapter ha. 8.500.000 một con. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ với địa chỉ này nhé. Thằng ai chăm người nào.